ô kìa kìa, một người thiếu phụ ngồi bên quan lộ, quạt cái chi mà phe phẩy như đuổi rồi. Này lady, please cho ta hỏi, người dưới mộ là ai mà nàng đổi khăn xô, ngồi quạt mãi nắm mồ chưa xanh cỏ vậy ơi nàng? Dạ không giấu chi ngài, đây là ngôi mộ của người chồng em vừa tả thế. Tội nghiệp, tinh tơi nay mới đặng bốn trăng tròn. Bởi cảnh nghèo nên không đủ nuôi con, muốn tái giá để tìm người xuất bỏ. Nhưng mà ngài coi đó, mồ của chồng hãy còn xanh cò. Ta thấy sớm trong lầy đi lấy chồng chứ, sợ miệng thế sẽ mỉa mai. Cho nên em mới ngồi đây quạt quỷ quạt hoài, quạt khi nào cho héo cỏ thì em mới yên lòng bước thêm bước nữa. Đúng là trang hiền phụ. Ý còn vụ này nữa. Vụ đó là sao? Em đây chỉ quạt ngày xưa đã đổi trao, người ở trong quạt mong cho có héo qua cô tên mồ phu lang, em mới yêu tâm già quên chàng. Ta mới nghe lời ai tỏ phân, lòng mà xót thương vô ngần. Thương ai vì cớ nuôi con nên đành đau đớn, như cánh hoa rơi trong phòng trần. Dạ em cảm ơn ngài đã thông cảm cho cái hoàn cảnh của em, vì phải nuôi con nên em mới đành lòng bước thêm bước nữa. Chứ thiệt ra thì lòng em đâu nợ. Trời ơi mà vậy nghe ngài, mấy con mẹ mà sống chung giáp mặt nên em á, trời ơi suốt ngày cứ đi ra đi vô bàn tán, là nhiều khi em tức muốn trào máu luôn á. Bàn tán cái gì? Hỏi ngài chứ tự nhiên là chồng mình chết phải không? Mình tìm cách mình nuôi con mình vậy á, mà nó nói em á cái đồ mê trai. Trời ơi chồng chết mới có 4 tháng à, cái lo đi rước trai về rồi bỏ con bơ vơ. Trời ơi em nói thiệt với ngài, nhiều khi em muốn ra em dặn họng mấy con mẹ đó ghê vậy. Mà không cho tại gì em sợ. Sợ cái gì? Cảnh sát nó bắt em sao? Trời đất ơi, nhưng mà tao sợ mấy cái người kia nói cũng đúng đó nàng ơi. Trời ơi, vì để tan chồng gì mà đeo hột sòn, trời ơi, lấp lánh vậy đó. Trời ơi, đồ giả đó, đào kép nó em nó tặng à. Vậy hả? Dạ. Tội nghiệp cho nàng quá ha. Dạ bẩm quan, em nói thiệt quan, cái hoàn cảnh em khổ lắm quan. Nếu mà quan nghe được đó, nhiều khi ông Trần quan cưới em cũng có, ý không có hay quan suối người cưới em cũng có à. Thôi không dám đâu, nhưng mà thôi ta hiểu, nàng bận tâm chi cái miệng thế nhiễu nhương, miễn sao nàng có là được rồi. Ê, quên, miễn sao là mình sống trọn đạo là được rồi. Dạ. Ta dám hỏi nàng, vậy đến nay nàng được bao nhiêu quý tử mà phải lâm vào cảnh tung thiếu vậy với nàng? Dạ bẩm quan phủ đã quan tâm, em với thằng chồng trước của em á, trời ơi quan đừng thấy tướng em ốm yếu vậy tưởng không có nhiều đứa. Ngó tướng ròm ròm vậy chứ, sồn sồn mỗi năm cùng mỗi đứa. Em với thằng chồng trước của em sống với nhau 5 năm á, được 5 thằng, vậy 5 thằng vậy? Con á nghe. Trời ơi, ta nói tới cái lúc mà được 5 thằng tặc tử đó rồi á, cái em mới nói với chồng em nói thôi ông ơi, đẻ ăn chi cho nhiều. Đẻ xong rồi ra lo riết cái tôi ống nhôm ống nhắc gì ông không thấy ha. Ông nói em đừng có lo, trời sinh voi sinh cỏ. Em cũng nghe lời chồng em, nhưng mà trời ơi voi không chứ đâu có thấy cỏ. Riết hồi rồi em ráng thêm tới 3 phát nữa là 8 đứa rồi nó bỏ em nó đi biển biển. Nhiều khi em nghĩ em còn hận thằng này ra. Sao vậy? Hận cái thằng này ra.
Tại sao? Nó chưa chết chắc em tức cái cơn này em cũng bóp cổ cho nó chết á. Tại sao nàng giận người quá cố vậy? Trời ơi, hỏi quan với 8 đứa mình em lo sao em lo cho nổi. Ý trời ơi, 8 đứa. Trời ơi, ai mà dám lì lắm mới nhảy vô mà cán đáng cái chuyện gia đình của nàng đó. Mua một tặng một mà người ta sợ rồi, cái này mua một tới tặng 8 lần. Ta nghĩ đó, chồng mới của nàng á phải là gan lì phong lưu, giàu có, good income lắm mới dám gồng gánh cái gia đình đồ sộ của nàng. Thôi ta khuyên nàng như vậy nè, hãy cân nhắc thiệt hơn đi. Đừng có chừng ở kẻ nào đó là nó lừa gạt nàng hưởng cái nhị hoa của nàng rồi đó, để mẹ con nàng bữa đói bữa no thì khổ lắm mà. Chí trời ơi, không có đâu ngài ơi, trời ơi kỳ này em quyết định không có lấy Việt Nam nữa đâu. Bị Việt Nam nó thấy cái hoàn cảnh em, nó sợ mẹ nó rồi. Trời ơi, một mình nó gánh 8 đứa là em nữa là chính là trời ơi, sao nó gánh nổi. Em nói cho ngài nghe, kỳ này em quyết định em lấy người nước ngoài. Lấy ai? Mẹ. Trời đất ơi. Trời ơi, mới quen thằng mẹ nghe nhiều khi trời đất cũng thương em, nhìn xuống thấy cái thằng ốm yếu quen cũng thương em, không cho thằng mẹ này. Trời ơi, nó giàu lắm ngài ơi. Giàu sao? Hồi xưa hả, nó bây giờ á, hiện tại bây giờ nghe, nó làm chủ 5 cái Taco Bell. Dữ vậy? Trời ơi, nó nói với em rồi, nó hứa với em là nếu mà không có gạo ăn á, mà ăn gạo không nổi đó nó sẽ đem tới một ngày mấy chục cái burrito cho 8-9 miệng ăn, nhà em ăn lòi họng luôn á. Thôi nàng ơi, ăn burrito có chừng đó, bị đau có thử viên không đó. Với lại ngài biết không? Sao? Thiệt ra thì em với nó đã quen biết nhau từ lâu rồi. Vậy à? Khi còn học high school. Tình tứ quá ha. Tốt cho nàng rồi. Dạ. Vậy là rất là good man. Thật quả đáng là một người trung tình quá đổi. Quá trung tình. Ta mừng cho nàng có chỗ tựa nương. Dạ cảm ơn. Ta khuyên nàng đừng có bận tâm tới miệng thế nhiễu như. Đi trời sao vậy? Miễn sao mình sống cho trọn tình là được. Quá chi lý luôn. Thôi ta khuyên nàng đừng quạt hoài quạt mãi cho mỗi tay. Nàng hãy nên về nhà mà nghỉ ngơi relax. Dạ sao vậy? Bởi vì ta nói cho nàng nghe nghe không? Dạ. Là người ta chứ đâu phải đâu bò mà ngoạc quay à. Cần kiên tâm đấu tranh dứt dành mong đời à. Cần hạnh phúc phải lo cho mình tạo thành à. Đừng lo chi cái quân cho điên xà bông. Trời ơi, con nói nghe, xin đa tạ quan phủ đã có lòng thương xót cho tiện thiếp. Lời của ngài đã sưởi ấm lòng em. Nhưng mà dạ bẩm ngài, trước sau gì thì em cũng đi lấy chồng. Thôi ngài cứ để cho em ở đây quạt thêm chút nữa, để gọi là trọn nghĩa trọn tình với thằng chồng quá cố của em. Ta nghe nàng thật là chi lý, nhưng nàng thân yếu mảnh mai. Ta nghe e rằng nàng quạt hoài sẽ mỏi tay thôi. Ta đề nghị với nàng hay là nàng xài quạt máy cho đỡ mỏi tay. Ý trời ơi, giữa đầm không mong quạnh gì điện đâu cắm quạt máy trời. Hay là để ta kêu gia nhân đem quạt có xài battery được không? Ý cái vụ đó được à, cái gì cho pin free này trời liền à. Vậy hả? Dám cho không? Thì đó tùy ý nàng thôi. Dạ nhưng mà thôi kệ, trước khi mà đem pin tới đây thôi em ráng em ngồi em xài hết cái pin của em cái đã nghe. Được. Dạ. Tùy nàng. Nè nàng. Dạ. Bóng chiều đã xế. Dạ. Ta xin tạm biệt nàng. Dạ. Em xin đa tạ quan lớn đã chiếu cố cho em. Xin tạm biệt.
Dạ. Goodbye. Goodbye. Bye bye. Lady. See you. Thiệt đúng là một trang hiền phụ, ngồi bên mẫu chồng mà quạt mãi không có sờn lòng. Ngồi quạt hoài quạt mãi mà nàng chẳng than mỏi tay, nàng chỉ mong sao cho cỏ xanh mau héo qua bên mồ. Nàng mới đành lòng tái giá để nuôi con đang tuổi dại khờ, gẫm lại trên đời đen bạc mấy ai mà toàn chữ thủy chung. Chẳng qua đó là họ toàn là một cái lũ liar ba xạo, toàn là cái lũ mà lũ chí đinh mà toàn phường phản trắc. Mới hôm qua còn nói tiếng ai lớp du, mà ngày nay đã đem lòng bội phản. Thương cho thân quá bữa, tuổi thanh xuân mà chồng đã qua đời để lại 8 đứa con, biết ai nhảy vô mà lãnh đang biết nè. Xôi trở về thôn xóm vắng, ta còn hình dung người thiếu phụ đang rưng rưng ngấn lệ bên màu. Bên đám cỏ xanh mà quạt mãi muốn khờ, thương ai muốn tìm nơi tái giá mừng, nhưng mà chỉ sợ cái miệng đời nó dị nghị, nó chót chát, nó chanh chua. Mẫu chồng còn đó trơ trơ, cầu cho có mới lấy thằng mẹ tay cơ. Gương lòng chẳng chút bận nhớ, nàng vẫn tôn thờ thật về khuất lê đi. Ôi trời mẹ ơi, mỏi tay quá trời ơi. Trời ơi, sao tao quạt hoài quạt quỷ, tụi bay không chịu héo giùm tao gì hết trời, nó cõi vậy trời. Mẹ bà đó, tụi bay héo giùm cái đi. Tụi bay héo giùm cái đi cho tao trọn đạo phu thê với chồng tao đi. Trời ơi, có nhiêu đó mà năn nỉ héo cũng không héo mà quạt mỏi tay tới mẹ tao à. Mẹ bà nó chọc giận tao nha. Tao mướn một thằng mẹ thôi, nó đem cái máy ra rồi nó ủi tụi bay chọc đầu ở chơi bây giờ à. Đó. Anh thấy chưa, đâu có phải tại em thay lòng đổi dạ, tại vì hoàn cảnh nó đầy đưa cho em mới đành đưa đầy. Hoàn cảnh mà, bởi vì hoàn cảnh cho em phải bước thêm bước nữa, cho thiệt lòng em đâu có nợ xa anh. Thì thôi, trốn suối vàng, anh đừng có trách em tệ bạc. Ý trời ơi, mà ông tắt tôi không có được đâu, tôi nói thiệt với ông á. Nhiều khi ngồi đây nè, ông nói tôi nói ông không có nghe đâu. Ông tắt tôi sao được, tôi nói thiệt ông rồi. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, trời ơi đẻ anh chi. Ông suối tôi đẻ không à, tứa là 8-9 đứa nghe, tứa là 8-9 đứa. Mẹ bà nó giờ nó đi tầm bậy tầm bạ, nó đi chơi tầm bậy tầm bạ, nó theo người ta, nó đi học hư đâu kìa. Bây giờ tiền đâu, mẹ bà nó một thằng ở tù tiền đâu, tôi mèo nó ra đây, đành lòng phải đi lấy mẹ thăm, phải không? Tôi lấy nó là bị gì, nó có tiền nó mới lo cho con trai không được. Thôi thì ông ráng hay cho đó. Bây giờ chắc ông mới sáng mắt à. Lúc mà ông sáng mắt cũng là lúc ông nhắm mắt. Thôi thì ngoài mô cỏ đã lên xanh, đã tròn bốn trăng tan chê. Thôi lại anh em đi lấy chồng,
Này anh, em đi lấy chồng. Tôi đi lấy chồng nghe chưa? Ok. Đừng có tắt tôi nghe chưa? Ok. See you, ok. Hey, honey, I'm waiting over here. Ok, ok honey, I'll be right there. Thôi hurry up. Ok. Thôi thôi, thằng cái mẹ tôi nó tới đầu. Thôi anh nằm đây nghe. Hẹn gặp lại kiếp sau nha. Bye bye honey, em đi. Bèo giạt Huế trôi trôi xa xôi, anh ơi em vẫn đợi một mùa sương ướt lạnh vai em. Em nghe con cắt kè nó gõ đuôi trên hè, con mèo kêu trên mái rồi con chó nó chu bên hè. Con nít nó đi tè, sao chẳng thấy anh, sao chẳng thấy anh. Ôi giời ơi ông Huyện ơi, ông đi mà giờ này sao ông vẫn chưa về? Ông đi kinh lý kinh hành gì mà lâu thế, cả ngày chờ đến mòn mỏi nấu đồ ăn để hâm mẹ nó gần hư cái microwave rồi mà ông vẫn chưa về đấy. Ông đâu có biết ở nhà tôi trông đứng trông ngồi như thế này đâu. Về lúc trưa đấy, khi mà tôi tiễn ông đi rồi, tôi về có một mình tôi. Giờ trời trăng tỏ mà sao ước đôi vai mềm, vắng ông căn nhà càng quạnh nhiều, nhớ ông ra vào chờ trong hoài. Trời ơi ông có biết ông đi một ngày mà giết cả đời tôi. Qua phố hồi nhân, để cho tao nghinh tiếp. Kìa phu nhân. Chào phu quân. Chào, bữa nay nàng mặc đồ đẹp dữ quá. Mời chàng ngồi. Chắc chàng đi kinh lý về mệt lắm nhỉ? Ta rất là mệt, nhưng mà ta nói cho nàng nghe, nàng rót cho ta một ly trà đi rồi ta kể cho câu chuyện. Mời chàng. Nàng có biết không, trên đường ta đi kinh lý, ta gặp một thiếu phụ ngồi bên quan lộ, cầm quạt nan cứ quạt mãi quạt hoài. Ta đến gặng hỏi thì mới biết nàng là chồng vừa tạ thế, muốn tái giá để nuôi con, nên quạt mãi cho cỏ mau héo tàn mới yên lòng đi tái giá. Ta nghĩ thật đó là một trang hiền phụ, đáng cho phụ nữ phải noi theo đó, đúng vậy không phu nhân? Ôi giời ơi, tưởng cái gì? Cái thứ đàn bà chắc nết lang tâm như thế này mà chồng mới chết còn chưa khô cỏ được một mùa thì bây giờ nó còn đòi lấy chồng khác mà ông cứ khen đáo khen để như thế à? Tôi nói thật với ông nhé, nếu mà nói dại mồm dại miệng, nếu mà ông có nhỡ mà ông trúng gió mắc dịch mắc gió gì mà ông chết nhé, tôi thề nhé, tôi sẽ chọn đời thờ chồng, thủ tiết thờ chồng, không bao giờ đi thêm bước nữa. Cảm động, ôi chú cha thật là cảm động. Lời của nàng thật là cao đẹp. Ta muốn thâu vô CD để thỉnh thoảng ta mở cho nghe sướng vào lỗ tai. Ôi giời ơi, chàng thâu đi, bây giờ CD nó sale rẻ lắm. Nhưng mà phu nhân ơi, dạ. Ta e rằng năng thuyết bất năng hành. Nói thì dễ nhưng mà sợ làm không được đâu phu nhân à. Dạ bẩm chàng, sách có câu sử kiểu kiến nhân tâm. Thiếp đây tuy mỏng nhưng xuất ngôn như phá thạch. Tôi mời ông dùng nước. Mời phu nhân. Ôi giời ơi, tự dưng trời lại dở gió. Thế ông ngồi chơi chơi nước nha.
tôi đi cài cái cửa. Thôi Phu Nhân ơi, Phu Nhân ơi, Hép tôi Phu Nhân ơi. Người tôi sẽ bỗng nhiên rụng rời tay chân tứ chi mệt mỏi. Phu Nhân ơi, hãy giúp tôi đi. Việc gì thế hả? Việc gì? Thế sao người tôi tự nhiên nó say sẩm, lại hát tay chân. Sao ông lại tay cái này? Tức là tăng ngộ độc phong rồi Phu Nhân ơi. Tăng ngộ độc phong rồi. Ngộ độc phong là cái mẹ gì? Ngộ độc phong là trúng gió rồi bà nội. Ôi giời ơi, trúng gió à? Ôi giời ơi, sao thế? Thôi cứu ta lẹ lên, cứu ta lẹ lên Phu Nhân ơi. Chắc ta nhân đâu? Gọi doctor. Thôi không cần doctor nữa. Mạng ta đã hết rồi, ta finish tại đây rồi Phu Nhân ơi. Thôi tình mình chắc chỉnh bị quá Phu Nhân. Ông ơi, ông bảo gì thế? Tại sao ông nói thế? Ta sắp chết rồi nàng ơi. Không, ông đừng nói đừng gở như thế ông ạ. Ông không chết được đâu. Ông chết làm sao được. Ôi trời ơi, nợ nhà nợ cửa còn nhiều quá. Ông chết gì thế? Tôi cắn lưới tôi chết trước ông ạ. Nàng đừng lo, ta mua like cho em sẽ ăn rồi. Đừng nàng lo. Nói gì nói gì? Mua lai em sẽ răng rồi, ta có mệnh là hệ đào đó bảo hiểm nó trả cho nàng. Nàng đừng có lo nữa. Mua rồi à? Mua rồi. Tưởng là chưa mua. Mẹ mua rồi thì đỡ. Nhưng mà... Thôi nói ông nghe thế này, thì ông cũng đừng giận tôi. Bây giờ thì ông cũng đến tuổi gần đất xa rời rồi. Nếu mà ông có chết thì ông cũng phải nhớ rằng trên cõi trần gian ô chọc có một con mẹ nó ốm lòi xương mà bây giờ nó phải trả tiền nhà, tiền xe, tiền điện, nước, ga, điện thoại thì chỉ chết thôi. Thế bây giờ ông có cái đấy thì thôi. Thế thì ông muốn đi thì ông đi. Rời kêu ông thì đố bố tôi không dám giữ ông. Nàng đừng có nóng. Trước sau gì rồi ta cũng ra đi. Nhưng mà trước khi đi đó ta muốn nàng nói với ta một lời. Nói cái gì? Một lời hồi nãy nàng đã hứa với ta đó. Rồi ơi, ông trúng gió rồi quên run bắn cả người lên quên mẹ đấy. Còn nhớ gì đâu mà nói rồi. Nàng hãy hứa với ta là khi nào mà ta có mệnh hệ gì qua đời đó, nàng khép cẳng, khép cửa, khép chân, không có thằng nào đụng tới nàng để mà thủ tiết chờ ta. Nói đi nàng, người ta mới yên lòng mà nhắm mắt. Thôi ông ơi, ông gần chết thì ông nghe những cái ngữ ấy làm gì, nó có lợi lộc gì đâu mà nghe. Nếu mà ông gần chết thì thôi ông chết cho khỏe ông ạ. Nhưng mà ta muốn nghe nàng thề. Nàng thề đi ta mới chết được, nàng thề đi. Thôi tôi còn trẻ, tôi không có thề đâu. Nhưng mà ta muốn nàng thề. Nàng là hiền thê của ta thì ta nói nàng thề thì nàng phải thề đi. Thề lẽ đi rồi ta yên lòng nhắm mắt. Tôi không thề. Nàng không thề ta không chết. Ơi thế tôi thề. Thề đi. Tôi thề. Ông muốn tôi thề như thế nào? Nếu mà anh chết em có buồn không? Em xin âu yếm ghi tên người sống. Ôi trời ơi, ghi tên là thằng nào thế? Lại lộn em xin âu yếm ghi tên người chết. Vừa lòng ông chưa? Vui rồi. Vừa bà rồi. Ơi, tôi rất là vui. Bây giờ tôi rất là happy. Để ra đi. Bà hãy ở lại coi nhà, coi cửa. Thôi từ đây mình vĩnh biệt. Vĩnh biệt, honey. Yeah, goodbye my love. Goodbye. 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 Trời ơi, ông ơi. Ông ơi. Ông. Cái người nó chết cái mặt nó xấu thế rồi. Cái mặt này là nó gọi là xấu băm xấu bổ mà nó xấu đội sổ nước Việt mà xấu nhất trong 79 triệu con rồng cháu lạc thế này. Nhưng mà giàu gì cũng là Đức Lang quân. Trời ơi, phu quân đã hồn quy âm cảnh, thiếp đành cam té lạnh trốn dương trần. Chuyện hạ nhiên chưa cạn chén ân cần, chàng đã vội bỏ thảo trang em à, bỏ văn bài thi phú vần thơ. Thôi rồi lỡ một đường tơ, hết ân hết ái hết chờ hết trông. Thôi còn chi nữa ngóng trông, từ đây
khép chặt khuê phòng người ơi. Thôi được rồi, ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ thủ tiết thờ ông cho đến trọn đời trọn kiếp, đúng như lời tôi đã hứa với ông. Từ nay giờ đi, thằng con trai nào đàn ông nào mà bén mãng tới cái thảo trang này đấy thì tôi sẽ xua chó cắn nó suốt quần nhá. Tôi sẽ giữ trinh tiết, tôi sẽ giữ trinh tiết đẹp tựa ngọc thạch mà trắng tựa bông gòn. Ông ơi, ông đi vui đi vẻ nhá. Gia nhân, gia nhân đâu? Gia nhân. Dạ. Mày làm gì mà la to đấy? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chồng chết tao chưa run mà tao thấy thằng này tao run rồi. Thế áo quần tao không mặc vào mà mày làm gì mà... Sao nó đẹp dai thế nhỉ? Này, đem xác của ông vào trong tắm rửa sạch sẽ. Mà này, nhớ nha, nhớ bảo chúng nó đi từ làng trên xóm dưới nhá, đi không thiếu chỗ nào nhá. Từ Lý Tổng này rồi tất cả mọi ngõ ngách đều phải đi nhá, báo cho dân làng biết rằng quan phủ đã quy tiên. Nhưng mà này, nhớ bảo chúng nó nhá, tao vẫn chấp điếu như thường nhá, cash only nhá. Thế đem ông vào đi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cái thằng này mà không đuổi nó không trước thì sao tôi lỗi đạo làm vợ với chồng tôi. Này, nhớ nha, nhớ bảo chúng nó đấy. Thằng nào mà cà trứng cà cháo đem gà vịt hay để đem trái cây đến với tao, đem súng đến nhà tao bắn bỏ mẹ đấy. Chỉ có cash only nhá. Ông ơi, trong giây phút chia tay tôi nhìn ông lìa chân, ông ra đi sao đành lòng, đèn sáng thầm mình vùi xuống ba tấc đất, ở đây bỏ tôi một mình. Nhà thì đông gần chết, tôi thì không việc làm, mong lấy sớm sau gửi về, tôi có tí tiền tôi đem ra trang trải nợ nhà này rồi nợ sẽ hết. Mẹ nó hơi ấy. Thank you.
vậy. Bye bye. See you again. Bye. Lo bài ông đấy. Sao ông không bài lại đi? Để xem thì nó đẹp. Ôi trời ơi, viên chức hội tề làng này nó dở hơi à. Mẹ bố tiên sinh ông chết rồi nó còn đem cái bia lon nó đến à. Còn trái cây mẹ nhà cả đống trái cây à. Nó đem đến cho khỉ ăn à. Nó đem đến cho con khỉ già này ăn à. Lúc trước tôi đã bảo với ông rồi, làm quan thì lựa cái chỗ sang sang mà làm. Cứ vào cái khu khỉ ho cỏ gáy thế này. Đấy, dậy mà xem. Sống với chúng nó tốt vào. Bây giờ mới vừa nằm xuống nhắm mắt chưa nín cả hơi mà nó chở khỏe rồi rời ơi là rời. Dậy mà xem đi này. Đấy, lúc sống ông còn tốt lắm nhỉ. Bây giờ đấy ông vạch con mắt ông ra mà xem. Ở dưới đấy chắc ông nhìn rõ hơn tôi. Nói càng nói là càng tức à. Tôi không chôn ông đâu, tôi thiêu mẹ nó đi đỡ tốn tiền. Tiền bạc đâu có mà làm. Hết giờ phun đêm. Khỏe quá. Nghỉ ra hơi. Ào sáng bây giờ em ngồi gãy cả lưng này. Uống một trà. Thế nghỉ khỏe nhá. Tôi vào trong nằm một lát. Nằm với ông thế này chắc chết đấy. Có người phun điêu nữa. Trời ơi, đã hết giờ phun điêu rồi ai lại còn đến đây để... Trong nơi nghỉ để đây thì tính cho nhá. Đi vào đi. Trời ơi, tội nghiệp chưa. To thế này mà bệnh à. Nhưng mà đừng hỏng nhá. Hỏng thì phí lắm cơ.
Thôi này, lo cho ông hộ tao nha. Ông này, thế thì ông cũng đã xong rồi. Tôi nghĩ mạng của người yêu tôi mới là đáng trọng. Chứ tiếc làm chi kẻ không còn sống ở dương trần. Bởi nóng lòng muốn cứu mạng người thương, hình ông tôi vẫn phụng thờ, giờ đây tôi phải sờ đầu của ông. Miễn sao cứu đặng người yêu, dẫu so trời sập đất xiêu tôi cũng liều. Trời mẹ là bài pháp nha, đừng có giận tôi nha. Ê, trời ơi, ôi trời ơi. Bỏ lại cái gì? Ông ơi, ông sống khôn thác yên, ông phù hộ độ trì cho tôi, ông đừng. Bỏ lại mà. Ai? Ai chết? Bà hãy nhìn kỹ lại tôi đi. Đồ đồ ác hủ. Sao kỳ thế? Ông nằm, ông nín thở mẹ tôi rồi, giờ ông bảo ông chưa chết là chưa chết cái gì? Bà quên là tôi là đệ tử của Trạng Thủy núi Sam sao? Tôi đã nín thở được 3 ngày, tôi có bí quyết nín thở sẽ không bao giờ chết. Thế mà ông làm cho tôi hết cả hồn. Tôi nhớ thương ông, đêm quên ăn, ngày quên ngủ, uống nước tôi chả buồn nhai nữa. Thôi nín đi, cái miệng bà leo lẻo lắm, bà đang nhầm quá đáng lắm rồi. Bà đã nói với tôi là khi tôi thác bà sẽ thề là trọn đời thủ tiết. Vậy mà tôi giả chết cái mới một ngày, bà đã tò tè tu tí thằng kép đẹp mà trai. Vậy mà bà còn lanh lảnh cái miệng chê bai là người ta không có đàng hoàng. Bà mới đúng là kẻ đàn bà lòng lan chả. Ông ơi, tha lỗi cho tôi đi ông. Thật là ghê gớm, thay cho kẻ mê tình nhân, nở đen tâm nhổ tóc của chồng. Muốn thử xem mà lòng ai đã hương, nên giả chết đi dò thử tình đi. Giờ ngang tay tâm lòng của ai, sớm chiều đã đổi dời. Ôi ghê gớm, thay tấm lòng của ai. Tại sao nàng không nói? Nàng hãy nói đi. Hay là nàng á khẩu bên lời đường mật của boyfriend của nàng? Nàng chết đi, chứ nàng sống làm chi cho nhơ danh sủng tiếc. Tại sao nàng không nói? Tại sao nàng không nói vậy? Còn gì nữa đâu mà nói với chồng. Còn lời nữa đâu mà than với trách. Thôi hết rồi. Thôi hết rồi, thôi hết rồi. Mê trai cũng một lần. Xin chàng tha cho. Tha sao được mà tha? Bay đâu? Dạ. Đem đôi gian phu dân phủ này nhốt vào khám lớn. Nhớ không cho bèo nghe không? Để ngày mai đưa ra công đường luận tội. Trời, tôi heo.